Cục Y tế Dự phòng ban hành công văn 448 hướng dẫn về đối tượng lịch tiêm chủng vaccine bắt buộc trong tiêm chủng mở rộng và vaccine khác đưa vào tiêm chủng mở rộng trong thời gian tới, cụ thể như sau. Đối tượng lịch tiêm chủng vaccine bắt buộc trong tiêm chủng mở rộng: trẻ sơ sinh, vaccine viêm gan B, trẻ nhỏ hơn 1 tuổi, vaccine BCG, BOPV, DPT, VGB, HIP, IPV, sởi. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi, vaccine viêm não Nhật Bản B. Trẻ 18 đến 24 tháng, vaccine sởi rubella, DPT. Phụ nữ có thai, vaccine uốn ván. Đối tượng, lịch tiêm chủng các vaccine khác đưa vào tiêm chủng mở rộng trong thời gian tới: trẻ dưới hoặc trên 1 tuổi, vaccine 1PV mũi 2. Vaccine này sẽ tiếp tục được triển khai tiêm miễn phí cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên trên toàn quốc theo dự án do GAV1 hỗ trợ. Trẻ 7 tuổi, vaccine TD sẽ được triển khai cho trẻ từ 7 tuổi tại vùng nguy cơ cao theo đề xuất của các tỉnh, thành phố. Trẻ dưới 1 tuổi, vaccine Rota. Các vaccine được đưa vào trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Hội đồng Tư vấn Sử dụng Vaccine Bộ Y tế, tình hình dịch tễ các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.